Đó, đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng hôm nay từ thiện ngã bảy trao một phần quà của em gái Trần Phạm Hiệp, ngày xưa ở Phụng Hiệp ngã bảy, đang định cư ở Hoa Kỳ, hỗ trợ cho học sinh nghèo khó khăn và người nghèo khó khăn ngã bảy. Dương Hậu thay mặt học sinh nghèo cảm ơn em, chúc cho em được nhiều sức khỏe khi hỗ trợ chương trình này. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.